Nhờ bạn thân thử lòng chồng và cái kết đắng. Cuộc hôn nhân của tôi và chồng khiến nhiều người ngưỡng mộ khi tôi được nhận xét là một người phụ nữ giỏi giang, ăn nói dễ nghe, xinh đẹp, gia đình thì khá giả. Ngày lấy nhau, chồng tôi chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, nhưng tôi đâu có bận tâm. Gia đình tôi quý mến anh vì anh hiền lành, lễ độ, chu đáo. Ban đầu chúng tôi ở chung nhà chồng để nhờ ông bà chăm sóc cháu. Hơn 3 năm sau, sự nghiệp của anh bắt đầu có dấu hiệu tiến triển. Con cũng cứng cáp hơn. Tôi bàn với anh ra ngoài ở riêng. Khi đó, anh còn rụt rè vì tiền bạc không đủ. Nhưng tôi nói mình có chút tiền tiết kiệm. Bố mẹ vợ cũng ủng hộ kha khá, nên anh gật đầu mua một căn hộ chung cư nhỏ. Từ ngày hai vợ chồng sống riêng, cuộc sống tự do nên càng yêu thương, quan tâm nhau hơn. Tôi cũng sinh thêm một bé gái nữa. Sự nghiệp của anh cũng thăng tiến, thu nhập cũng tăng cao. Anh cùng với một người bạn thân mở thêm công ty ở bên ngoài, làm ăn phát đạt. Cuộc sống của vợ chồng tôi phải nói là đầy đủ, hạnh phúc viên mãn. Từ ngày sinh con xong, tôi không còn tự tin như trước vì tôi già hơn, thân hình không được thon gọn. Thời gian gần đây, chồng lại hay đi sớm về khuya, về nhà không thiết tới vợ con. Tôi lo lắng anh có mối quan hệ ngoài luồng, nên tôi tâm sự với cô bạn ở nước ngoài nhiều năm, chồng tôi chưa từng gặp. Cô ấy chắc như đinh đóng cột rằng chồng tôi có bồ mới. Bởi những người đàn ông có tiền, đẹp trai, dù không lăng nhăng thì gái cũng bu vào. Để thử lòng chồng, tôi và cô ấy bày ra màn kịch, nhầm số điện thoại rồi nhờ bạn thân nhắn tin tán tỉnh. Cô bạn thân ban đầu không đồng ý, nhưng vì tôi nài nỉ quá nên đã chấp nhận. Sau hơn 2 tháng, bạn thân nói có chat qua chat lại với chồng tôi, nhưng chỉ là câu chuyện hỏi han, không có dấu hiệu tán tỉnh. Tôi giục bạn thân thử đòi gặp mặt chồng mình xem cô ấy có làm theo hay không. Cuộc hẹn ở quán cà phê hôm đó, tôi đứng ở xa chứng kiến. Hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ, cởi mở giống như quen nhau đã từ lâu. Hôm đó tôi có thử hỏi chồng tôi xem tối anh đi đâu, thì chồng bảo là đi gặp đối tác. Hôm sau hỏi bạn thân, cô ấy nói chồng tôi không phát hiện ra điều gì cả. Bẵng đi một vài tháng, tôi hỏi bạn về kế hoạch thử chồng, thì cô ấy bảo không thấy có kết quả nên dừng lại từ lâu. Nhưng càng ngày tôi càng nhận ra chồng có dấu hiệu lạ. Lần đó tôi cố lấy điện thoại của chồng đọc thử tin nhắn, thì thấy hai người họ không chỉ nhắn tin qua điện thoại mà còn thường xuyên chat Zalo với nhau. Vậy tại sao bạn thân của tôi lại nói như vậy? Ngày hôm sau đợi chồng đi làm rồi, tôi cũng đi theo. Tôi biết chồng hôm nay có hẹn đối tác, linh cảm người phụ nữ mách bảo tôi gọi cho bạn thân hẹn đi ăn. Nhưng cô ấy từ chối và nói là có hẹn với khách hàng. Và thật không tin nổi, cô ấy bước vào nhà hàng nơi chồng tôi đang ngồi đó. Vừa nhìn thấy bạn tôi, anh ta đã vội ôm chầm rồi hai người vào phòng VIP. Tay chân tôi run lên, sợ hãi. Tôi quyết định gọi bạn thân hỏi cho rõ mọi chuyện. Cô ấy khóc lóc, thừa nhận đã yêu chồng tôi và anh ấy cũng yêu cô ta. Cô ta khen ngợi chồng tôi là người đàn ông đẹp trai, là mẫu hình không có người phụ nữ nào cưỡng lại được cả. Bản thân tôi lại tin rằng chồng tôi sẽ không ngoại tình với người phụ nữ kém sắc và thấp bé như thế nên mới trao trứng cho ác. Nhưng bây giờ trước mặt tôi, anh khen cô ta thông minh, hoạt bát, là người tự lập, mạnh mẽ, khiến anh ngưỡng mộ, làm tôi đứng hình. Khi biết kế hoạch của tôi, anh khá sốc, nhưng lại cho đó là duyên trời, đã mang cô ấy tới bên cạnh anh. Sau nhiều tháng mâu thuẫn, anh quyết định chọn người phụ nữ đó, bỏ lại vợ và hai đứa con. Tôi chua chát ký vào đơn ly hôn, chấp nhận nhường chồng cho bạn thân. Duyên của họ là do tôi sắp đặt, chứ nào phải do ông trời. Và nếu có ai đó phải chịu đau khổ về chuyện này, thì chắc chắn chỉ có một mình tôi, bởi tôi đã làm điều dại dột, đặt niềm tin nhầm chỗ. Chính tôi đã hủy hoại gia đình mà tôi dày công gây dựng.